Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe mang thương hiệu Ý Outlook Carbon 750. Chiếc xe được trang bị khung carbon, giảm xóc hơi và ghi đông carbon, nguyên bộ group của DOG cao cấp. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và đây là một dòng xe địa hình bánh nhỏ mới nhất về tại cửa hàng em, dòng địa hình carbon. Em đánh giá nước sơn chiếc xe đây trên 90%, trên 95% luôn. Xe rất là mới, màu đen đỏ trắng phối hợp rất là hài hòa trên khung xe. Outlook Carbon 750, các bác có thể lên Google để search về chiếc xe này. Chiếc xe khung carbon. Đây là trang web chính hãng của xe. Những chiếc xe khung carbon này chưa bao giờ hết hot tại cửa hàng em cả. Cọc yên nguyên bản của Outlook. Yên hãng đây. Vâng. Hình thức yên rất là mới. Yên hãng WTB, một hãng làm yên và làm những phụ tùng về xe đạp rất là nổi tiếng rồi. Vâng, và đây cũng là dây cao, dây trong sườn này, dây ôm sườn cao cấp đây. Vâng. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Lốp thì còn rất là mới các bác nhá. Vâng, em đánh giá lốp này cũng trên 90%. Rất là ít đi. Vành thì vành phản quang, chống nước. Vành này cũng vành nhôm 6061 các bác nhá. Chứ là xe cực kỳ nhẹ, xe này cực nhẹ luôn. Sử dụng hầu hết là chất liệu carbon nên chiếc xe rất là nhẹ. Ghi đông, đây là cổ Ford Outlook nguyên bản theo xe. Ghi đông carbon, những vân carbon các bác có thể nhìn thấy đây. Đây là giảm xóc hơi, rất dễ dàng xử lý, khi mà các bác hết hơi thì có thể tháo cái này ra để bơm hơi vào. Vâng. Đây là cái chỗ bơm hơi đây, giảm xóc hơi các bác nhé. Và xe được trang bị bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Vâng. Nguyên bộ tay lắc của Shimano DOD. DOD thì gần là trùng cuối của dòng địa hình và dòng touring rồi. Vâng, chiếc xe này rất là cao cấp. Hình thức lốp trước cũng là vành phản quang. Và bây giờ sẽ quay thông số lốp là 26 × 1,75. Đây là mã QA của hãng của vành đây. Vành làm bằng khung 6061, rất là nhẹ, may ơ bạc đạn. Vâng. Đây là giảm xóc, xóc hơi.
Và xe cũng được trang bị củ đề của Shimano Deore. Đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục giống, gạt đĩa của Shimano Deore. Phanh sau, phanh dầu thủy lực của Shimano. Vâng, bây giờ sẽ đo size đứng của xe. Vâng, và xe có size đứng là 46. Phù các bác từ 1m6 đến 1m7. Có thể đi vừa chiếc xe này. Và xe được trang bị 10 tầng lip và 3 đĩa cho xe 30 tốc độ. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, nguyên bộ group của DOG. Chúng sẽ lên lip. Nó rất là mượt mà đây. May ơi bạc đạm. Khối nổ. Vành phản quang các bác nhé. Xuống lip. Chuyển động rất tốt. Đến sang bên đĩa. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng, gạt đĩa của DOG. Vâng, lên đĩa. Rất là trơn tru, không một lỗi gì cả. Một chiếc xe mang thương hiệu Ý, Outlook Carbon 750. Khung carbon, ghi đông carbon. Full bộ group của Shimano Deore. Sóc hơi. Vâng, và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá là 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc và hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Và lên YouTube nhấn theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe mới và đẹp nhất về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video.